Bây giờ mình sẽ qua cái dạng gọi là viết phương trình đường thẳng. Viết phương trình đường thẳng nha. Nó nằm ở trang số, nằm ở từ đây là trang cho em. Dễ theo dõi, trang 106 nha. Trong sách á, trang 106. Trang 106. Lật sách ra nha. Rồi ok, đầu này. Bây giờ câu số 4 là chỉ giảng lại cho em hiểu cái cách làm của người ta trước. Người ta yêu cầu viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm, điểm A, điểm B. Đường thẳng đi qua hai điểm A với B. Vậy muốn có đường thẳng đi qua hai điểm này, vectơ chỉ phương chính là vectơ AB. Tại vì vectơ AB nằm trên đường thẳng đó nên được gọi là chỉ phương. Chỉ phương thì mình sẽ tính được là vectơ AB là trừ 4, 2, 6. Trừ 4, 2, 6. Thật sự trừ 4, 2, 6 thì mình có thể cho thành tỷ lệ nè, tỷ lệ thành điểm khác. Có thể thành là gì? 4 trừ 2 trừ 6. Đúng không? Hoặc là thành gì nữa? Chia cho 2 luôn. 2 trừ 1 trừ 3. Ok chưa? Vậy mình nhìn vào nha, 2 trừ 1 trừ 3 hoặc là gì? Trừ 2, 1, 3 cũng được. Vậy bây giờ đầu tiên mình kiểm tra để mình loại bớt đáp án nè. Loại bớt đáp án. Mình nhìn coi trong đây một đống cái chỉ phương này. Có cái chỉ phương trừ 2 trừ 11 là thấy lạc hại rồi nè. Bỏ. 3, 4 trừ 1 cũng lạc hại luôn. Bỏ. Vậy là còn hai câu A, câu C. Câu A, câu C là chỉ phương nó khớp rồi nè. 4 trừ 2 trừ 6 trừ 2, 1, 3 là được hết rồi đó. Chỉ phương là ổn rồi đó. Bây giờ điểm đi qua, điểm đi qua điểm A 2 4 2 trừ 4 trừ 4, nhìn cái điểm đi qua không có. Ở đây một số bạn bảo là sai đề. Nhưng mà thật sự không đúng. Cái nhận xét sai đề là không đúng, nó vẫn bình thường. Bây giờ mình muốn kiểm tra đáp án A hay là đáp án C là mình lấy điểm mình thế vào x, y, z. Thế vào x, y, z nếu mà t giống nhau là đáp án đó là đáp án đúng. Ở đây người ta lấy điểm B người ta thế nè. Bây giờ thầy không lấy điểm B, ví dụ thầy lấy điểm A thì thế cho em thấy nha, thầy lấy điểm A thì thế cho em thấy. Thầy lấy điểm A tọa độ là 2 trừ 4 trừ 4, thế vào đáp án C nha. 2 bằng trừ 2t trừ 4 bằng trừ 3 cộng t, đang lấy điểm A thế vào đáp án C. Trừ 4 bằng trừ 1 cộng 3t. Rồi mình nhìn coi ba cái t giống nhau không. Nếu mà 3t giống nhau là kết quả đúng. T thứ nhất ra trừ 1, t này chuyển vế qua cũng ra trừ 1, t này chuyển qua là trừ 3 chia 3 cũng ra trừ 1. Vậy đáp án C là đáp án chính xác. Nếu như vậy là đầu tiên mình sẽ kiểm tra gì? Kiểm tra vector chỉ phương. Khớp chỉ phương rồi kiểm tra điểm đi qua. Nhưng bài này có cho nó lừa á, chứ nó không có phải là thuộc dạng dễ đâu nha. Hiểu kỹ nha. Nếu không được thì dừng màn hình lại, theo dõi. Ghi chép. Rồi sau đó hãy qua. Khi nào ổn rồi hãy qua. Giờ sẽ qua ví dụ số 5. Ở đây họ cho đáp án rồi, nhưng mà cho đáp án hiện chuyện, nhưng mà mình phải làm để mình hiểu. Hiểu là đây, vector AB đi qua AB là vector chỉ phương nè. 4 4 2 trừ 1. Rồi 4 2 trừ 1 là không có tỷ lệ gì hết trơn. Cùng lắm 4 2 trừ 1 thì nó sẽ thành là tỷ lệ, với lại là trừ 4 trừ 2 1. Bây giờ quan sát để bỏ đáp án nè. B là quăng rồi nè. Trừ 2 trừ 4 là không được rồi. D cũng vậy. 1 1 trừ 1 bỏ luôn. Giờ phân vân giữa A với C thôi. Lại tiếp tục thế. Bây giờ thế đáp án A để cho em hiểu vì sao đáp án A sai. Thế đáp án A lấy điểm A cho vào mình sẽ có 1 bằng 3 cộng 4t. 2 với 5
2 là bằng 2 cộng 2t. 5 là bằng trừ 1 trừ t. T đầu tiên chuyển vế qua trừ 2 chia 4 trừ 1 phần 2. Em không biết thì em cứ xếp xô. 2 trừ 2 là 0, t bằng 0. Rồi 2t khác nhau, sai. Bỏ luôn. Bây giờ qua bằng c. Được nha. Bây giờ tập tăng tốc nè. Câu 6. Cũng tính vector AB. Vector AB là trừ 2, trừ 2, trừ 6. Trừ 2, trừ 2, trừ 6 thì cho nó tỷ lệ đi. Cho tỷ lệ chia trừ 2 đi. 1, 1, 3. 1, 1, 3. A đúng, D đúng. Bỏ hàng B, C. Có 1, 1, 3 rồi. 1, 1, 3 nằm dưới mẫu á. 1, 1, 3 nằm dưới mẫu. Bây giờ kiểm tra điểm đi qua. Thế điểm A vào đáp án A luôn. Để biết đáp án A vì sao nó sai để em hiểu. Mình thế điểm A vào. 2 cộng 1 là 3. 3 phần 1. 3 trừ 3 phần 1 là thấy khác nhau rồi. Một bên là 0, một bên là 3. Vậy đáp án này là đáp án sai. Đáp án D là đáp án đúng. Thử đáp án D luôn nha. Thử thế vào D nè. Thử thế vào D là mình sẽ có là cái gì? Số 2, 2 thế vào là có 2 trừ 1 chia 1, 3 trừ 2 chia 1, 4 trừ 1 chia 3, cùng ra số 1, đúng. Lấy vấn đề. Và là cái dạng này gọi là dạng đi qua 2 điểm. Đi qua 2 điểm nha. Đi qua 2 điểm hay làm cho em 3 ví dụ rồi đó. Rồi, em cứ theo dõi đó rồi em sẽ làm tiếp. Ví dụ 4, ví dụ 5, ví dụ 6 là cái dạng đi qua 2 điểm. Ở đây người ta cho nhiều lắm, em cứ luyện tập thôi. Giờ hướng dẫn câu 8 luôn nè. Câu 8 nó cũng dễ thôi, phương trình trung tuyến AM. Trung tuyến AM cũng là đi qua 2 điểm, điểm A được. Có điểm A, có điểm M. Thì nó cũng quay về cái dạng là đi qua 2 điểm. Đi qua 2 điểm biết tọa độ. Vậy là câu 8 được. Câu 9 cũng vậy luôn. Trung tuyến AM là điểm A tìm. Rồi điểm M là trung điểm BC. Có A, có M là làm. Đó, như là 9, 10 là cùng dạng. Ở đây người ta cho nhiều bài. Nhiều bài với mục tiêu là cho em quen thôi chứ gì. Giờ sang câu 13 luôn. Làm theo đúng sách luôn cho em dễ theo dõi. Câu 13, trời, 13 nhìn vào. Cho đường thẳng D đi qua điểm A. Này nó vẽ hình luôn cho mình càng đỡ nữa nè. Điểm A song song BC. Song song BC thì BC trở thành vector chỉ phương. Rất nhẹ cho thằng này. BC nè tính luôn. 0 0 trừ 2 trừ 4. 0 trừ 2 trừ 4 thì có thể tỷ lệ 0 1 2 thì chia cho trừ 2 á. Để kiểm tra 0, 1, 2. Bỏ đáp án này. Vì nhìn nè, chỗ này 0, 1, 2 sai nè. Đó. Giờ chỉ còn B với D thôi. Bây giờ điểm đi qua. Điểm đi qua 1, 4, trừ 1. 1, 4, trừ 1. Ok, lấy này luôn. 1, 4, trừ 1. Đi qua điểm A mà. Nè, thế vô 1, 4, trừ 1 đúng luôn. Câu 14 là song song với trục hoành. Trục hoành có một cái vector y là 1, 0, 0 là vector chỉ phương. Điểm đi qua 1, 3, 4. Bài này mình chỉ cần việc làm theo dạng là x bằng x0 là 1, 3, 4 cộng t. Đó. Rồi xong. Vậy phát sinh là khi nào mình mới thế vào x, y, z? Khi mà điểm 1, 3, 4 trong đề bài nó không xuất hiện. 1, 3, 4 ở đây không có nè. Thì mình mới tìm điểm khác mình thế nha. Còn 1, 3, 4 có thì làm luôn. Vậy là 1, 3, 4 có rồi. Xong. 15 cũng dễ. 16 cũng dễ. Nhẹ nhàng nha. 17. 17 là đi qua điểm M song song với đường thẳng này. Song song thì có vector chỉ phương nè. 1, trừ 2, 3 nè. Rồi 1, trừ 2, 3. 1, trừ 2, 3. Điểm đi qua là điểm này, mình có dạng là x trừ x0. X trừ x0 chia cho chỉ phương.
y trừ y không chia cho chị phương, z trừ z không chia cho chị phương, thế thôi nha. X trừ x không, x trừ 2, y trừ y không cộng 1, z hết. Câu 17. Cảm thấy nhanh thì có thể ngưng lại để chọn. 18 thì cũng vậy nên thầy sẽ cho qua. Mấy cái này em tự làm được. 20 cũng vậy. Chừng nào nó ra dạng khác á. Giờ bắt đầu qua cái dạng khác nè. Câu 21. Nó mới qua cái dạng khác. Dạng này người ta gọi là gì? Đi qua một điểm. Đi qua một điểm và vuông góc với một mặt cho trước. Mi dạng luôn, qua một điểm, vuông góc một mặt cho trước. Này thấy không? Đường thẳng delta này đi qua điểm M. Delta này nó vuông với mặt phẳng. Delta vuông mặt phẳng mà mặt phẳng nó cũng có cái pháp tuyến cũng vuông góc. Pháp tuyến vuông với mặt, đường thẳng cũng vuông với mặt. À, pháp tuyến vuông với mặt. Hình vẽ kìa. Đường delta lại tiếp tục vuông với mặt. Vậy hai này song song. Dẫn đến là pháp tuyến song song với delta mà song song thì lại là vector chỉ phương. Vector chỉ phương là chính là vector pháp tuyến của mặt. Vậy nhớ nha, đường mà vuông với mặt thì suy ra vector chỉ phương của mặt phẳng nhằm của đường thẳng. Đó. Chính là lấy vector của mặt phẳng luôn. Vector mặt phẳng là nhiêu? Đứng trước x, y, z. Đứng trước x, y, z. 1 trừ 2, 1. Đây, 1 trừ 2, 1. Mặt phẳng có vector pháp tuyến. Lấy nó làm vector chỉ phương của đường luôn. Rồi, 1 trừ 2, 1. Nhìn đáp án nè. 1 trừ 2, 1. Thì bỏ đáp án C, bỏ đáp án D, còn đáp án A, đáp án B. Điểm đi qua x trừ x không, y trừ y không, z trừ z không. Đáp án này đúng rồi. Thật sự em cứ vẽ hình, tập vẽ hình riết cho nó quen ấy. Câu 22 cứ vẽ hình đi. Vẽ hình nó không có tốn thời gian đâu. Nó sẽ làm em nhớ kỹ dạng toán. Mà vì sao mình lại lấy vector như vậy luôn? Lúc đầu mình học phải học kỹ. Đường thẳng nè, nó vuông góc với mặt. Đó, đường thẳng này vuông góc với mặt. Mà mặt cũng có một cái vector pháp tuyến. Vậy hai này song song, lấy pháp tuyến của mặt. Pháp tuyến 1, 3, trừ 1. 1, 3, trừ 1, 1, 3, trừ 1. Thằng này bỏ nè, vì nó sai rồi. 1, 3, trừ 1, thằng này được nè. 1, 3, trừ 1 được nè. Bỏ thằng này luôn. 1, 3, trừ 1. Điểm đi qua bây giờ là điểm 230. Giờ quan sát rồi 230 có không? 230, 230 không có. Vậy 230 không có. Vậy là phải làm theo kiểu thế rồi. Nhìn đứng trước 230 không có, vậy là phải dùng phương pháp thế để kiểm tra. Giờ thấy đáp án C để cho em biết vì sao đáp án C sai. 230 1 cộng t, 1 cộng 3t, 1 trừ t. Trên đây t đầu tiên ra 1. Chỗ này 2 phần 3. Rồi t khác nhau. Vậy đáp án C là đáp án sai. Vậy cuối cùng là đáp án B thôi. Tại sao bài này phải thế? Vì cái điểm 230 mình nhìn mà đáp án không xuất hiện, 230 không xuất hiện. Thì buộc lòng phải thế. Được chưa? Vậy dạng mà đường đi qua một điểm vuông một mặt cho trước. Đó, thầy làm cho em hai ví dụ. Tương tự phía dưới nó nhiều lắm. Rất nhiều. Giờ làm một số mặt đặc biệt đi. Coi gì chứ con mặt đặc biệt là em hay làm sai lắm. Nó mới khổ. Vuông góc với là mặt ô x, z. Nè, mình nhớ phương trình của ô x, z. Sao đây viết sai rồi. Phương trình của ô y z chứ. Ô y z là x không có, x không có nghĩa là x bằng 0.
x không có nghĩa là phương trình của nó là x bằng 0. Và có một cái vector pháp tuyến đứng trước x, y, z nè, nhìn phương trình nè, đây là phương trình nè. Đứng trước y là 1. X sorry, đứng trước x là 1. Đứng trước y không có, đứng trước z không có. Cái này dễ nhầm lẫn vô cùng. Mặt phẳng OYZ. OYZ là x bằng 0, pháp tuyến là 1 0 0. Nếu mà em không nhớ nổi nữa thì em vẽ hình ra nè, vẽ hình ra nè, OYZ. OYZ đó, em nhớ rồi, cái gì vuông góc với OYZ chính là OX. OX vuông góc thì OX là nhiêu? 1 0 0. Đấy. Nhìn vào 1 0 0 là thấy tiêu con này nè. 1 0 0 là sai nè. 1 0 0 sai nè, 1 0 0 sai nè. Đó. Tương tự xuống đây nè, O X Z. Vẽ hình xíu cho em. Mình học suy luận đừng học thuộc. O X Z, cái gì vuông góc O X Z chính là OY. Vậy OY là bao nhiêu? 0 1 0. Là vector chỉ phương của đường thẳng D này luôn. 0 1 0, 0 1 0 này đúng nè. Chỉ bỏ được đáp án này thôi. Vậy còn A, còn C, còn D. Điểm đi qua 2 trừ 1, 3. Kiểm tra 2 trừ 1, 3 có không? À, này đây. Có luôn, điểm đi qua 2 trừ 1, 3 lấy luôn. Khỏi mất công thế. Khi nào mình mới thế vào vị trí của x, y, z? Khi mà điểm nó không xuất hiện trong phương trình. Ở đây 2 trừ 1, 3 có xuất hiện rồi. 2 trừ 1, 3 có xuất hiện, lấy luôn. Và thật sự là mình viết, em có thể viết làm chậm chậm này xíu là x, y, z. Điểm đi qua x 0, y 0, z 0 cộng 0t, 1t, 0t. Sắp xếp lại đó, sắp xếp là trừ 1 cộng t chính là t trừ 1 nè. Sắp xếp lại nghĩa là x bằng 2, y bằng t trừ 1, z bằng 3. Mấy phần đặc biệt là cẩn thận nha. Đó là dạng thứ nhất. Dạng thứ nhất nó chia ra mấy kiểu nhỏ đó. Làm luôn này. Làm luôn này, cái là mình sẽ xuống bài tập lớn. Dạng này nó bảo là dạng này là dạng mà đi qua một điểm vuông với hai đường. Vuông với hai đường thì nhớ giống như bên mặt phẳng vậy đó. Mặt phẳng là hai cái vector chỉ phương có hướng sẽ ra một vector pháp tuyến. Thì bên đây cũng vậy, vuông với hai đường đúng không? Vuông với hai đường là hai vector pháp tuyến có hướng được một vector chỉ phương. Đối với đường thẳng nha, bên đây là bên đường thẳng. Vậy hai cái pháp tuyến có hướng được một chỉ phương. Nhớ cái đó luôn, nó làm bài lẹ lắm. Bây giờ vuông là pháp tuyến, vuông với hai thằng. Vuông với hai thằng thì có hướng lại thôi. Có hướng lại hai pháp tuyến có hướng được một chỉ phương. Và người ta có hướng cho em nè. Có hướng thì tính tay hay là nhập máy tính. Chắc là nhập máy tính một lần để cho em thấy. Máy tính đang bị lỗi gì rồi. Rồi bây giờ nhập máy tính một lần cho em coi lại cách nhập máy tính nha. Nhiều bạn không nhớ cách nhập. Mod 8 1 1. Nhập vector thứ nhất 1 0 1 AC đi. Nhập vector thứ hai shift 5 1. Hồi nãy số 1 là mình nhập rồi. Giờ mình phải nhập số 2. Nó hỏi mấy chiều? 3 chiều. 4 1 trừ 1. Rồi shift 5 3 nhân shift
5, 4. Đây chính là tích có hướng trừ 1, 5, 1. Đó, ha. Giống người ta rồi nè. Trừ 1, 5, 1. Bây giờ trừ 1, 5, 1 trở thành vector chỉ phương. Có hướng hai pháp tuyến hình chỉ phương. Trừ 1, 5, 1 thì nhìn vào đáp án bỏ bớt là trừ 1, 5, 1. Trừ 1, 5, 1 thì bỏ đáp án D. Trừ 1, 5, 1 cũng có thể chỉ lệ với lại 1, trừ 5, trừ 1. Do đó đáp án C thì chưa bỏ nha. Nhưng mà giờ kiểm tra điểm đi qua nè. 2, 1, trừ 5. 2, 1, trừ 5. Câu A đúng. X trừ x0. X trừ x0 chia A. Y trừ y0 chia A2. Z trừ x0 chia A3. Đó. Kiểm tra điểm đi qua nè. 2, 1, trừ 5 là câu A đúng. Giờ làm câu 2 luôn cho thấy nha, câu 2. Có hướng thôi, bây giờ có hướng. Vuông với hai đường thì mình có hướng lại. Để coi có hướng của A có hướng với B. A có hướng với B là mình sẽ có là 0. 0. Trừ 1. 0, 0, trừ 1. Nhà 1, 1, 1 sai nè, bỏ nè. 1, 0, 1 sai, bỏ nè. 0, 1, 0, bỏ nè. Nhìn pháp tuyến, anh sau đây nhìn chỉ phương nè. 0, 1, 0, ở này sai rồi. Điểm đi qua 1, 2, 3. 1, 2, 3, chỉ phương 0, 0, trừ 1. Quá đẹp rồi. Tương tự cho ví dụ 3, ví dụ 4 gì đó. Này ha.